cái thằng này nó rủ mình đi du lịch mà bây giờ nó vẫn chưa đi nhỉ? Hưng ơi! À. Thế con bảo đưa mẹ đi du lịch ở đâu mà giờ chưa đi? Mẹ ơi! Mẹ cứ bình tĩnh! Tí hôm nay con đưa cho mẹ đi hẳn Kiên Giang chơi. Ủa, đi hẳn Kiên Giang? Đúng rồi. Cua đất nước rồi à? Mẹ chuẩn bị hết quần áo chưa? Mẹ rồi, trong cái này hết rồi. Vào đấy lạnh lắm đấy mẹ. Lạnh à? Lạnh đấy, đủ hết rồi gì? Đủ rồi. Đấy, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đưa mẹ mình đi Kiên Giang du lịch các bạn nhá. Đấy, các bạn cùng theo dõi clip này của mẹ mình các bạn nhá. Và của mình. Hôm nay mình sẽ đưa mẹ đi thưởng thức này, đi du lịch này, đi chơi các bạn nhá. Vào tận Kiên Giang các bạn ạ. Hơn 1000 cây các bạn nhá. 2000. Đấy, thì chả phải là hơn 1000 đâu mà mẹ. Đi đi đi. Rồi các bạn ơi, thế là mẹ con mình đã đến sân bay các bạn nhá. Thì mẹ con mình xuất phát từ sân bay Nội Bài các bạn ạ, để vào sân bay Cần Thơ các bạn nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu là vào check in các bạn nhá. Đó, hai mẹ con mình là mỗi người một cái vali rất là to các bạn ạ. Đi vào trong Kiên Giang lần này mẹ con mình đi mấy ngày các bạn nhá. Đó, sau khi check in xong thì mẹ con mình sẽ đi ra cửa vào máy bay các bạn nhá. Đấy, đợt này mẹ con mình sẽ đi hãng Vietnam Airlines các bạn ạ. Đấy, hôm nay lên trên máy bay cảm giác lại quay như ngày xưa lúc đầu các bạn ạ. Cảm giác rất là hồi hộp bạn nhé. Bởi vì lâu không được đi máy bay các bạn ạ. Vào trong này rất là thích các bạn nhé. Mẹ mình lại còn được chụp ảnh cùng với lại các em nhân viên hãng hàng không các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, thế là mẹ con mình đã cất cánh xuống sân bay Cần Thơ mọi người nhé. Đấy, đây là đầu tiên mẹ con mình đến Cần Thơ các bạn ạ. Xuống đây mát thật đấy. Mát. Thì bây giờ là mình nhau lại, mẹ sẽ bắt xe từ đây ra rạch giá Kiên Giang mọi người nhá. Đấy, về thành phố Kiên Giang mọi người ạ. Hôm nay là lần đầu tiên đấy, hai mẹ con mình. Đó, đi. Sân bay Cần Thơ rộng lắm cô cháu ạ. Đẹp các bạn ạ. Con thấy đẹp không? Đẹp. Đây. Vào đây cô chào các cháu nhá. Gặp Kiên Giang. Đấy các bạn ơi, bây giờ là bắt đầu lên xe. Lên xe về Kiên Giang mọi người nhá. Về Kiên Giang các cháu ạ. Bây giờ là anh Minh sẽ đưa mẹ con mình về Kiên Giang mọi người nhá. Đấy. Từ đây về đấy anh Minh bao nhiêu cây nữa anh nhỉ? 100 cây nữa. 100 cây nữa các bạn ạ. Thế là từ sân bay Cần Thơ và Kiên Giang chỗ địa điểm là 100 cây nữa các cháu ạ. Các cháu ơi, còn 170 cây nữa là về đảo Phú Quốc ấy. Các bạn ơi, đấy, ra gần đây là gần với lại biển Kiên Giang luôn mọi người nhá. Biển Kiên Giang này, đấy. Đẹp chưa? Các cháu nhìn. Đấy, không? Nhìn xa xăm, mẹ ơi, nhìn đẹp nhờ. Ui. Ui. Rộng bao la luôn các cháu ạ. Mãi trải dài trên kia kìa. Đấy, trải dài mãi đầu trên kia. Như mình được biết là hình như là từ đây đi ra biển Phú Quốc, đi ra chỗ đảo Phú Quốc là rơi vào hơn 100 cây nữa các bạn ạ. 100 cây. Đây. Các cháu nhìn này. Sâu nhìn rộng bao la luôn. Đầu này nhiều bèo đấy nhỉ? Ừ. Đầu này nhiều bèo. Đấy. Con ơi, không biết có bao giờ cạn nước không mà ở kia người ta lại xây được cái gì à? Con không biết mẹ. Ừ nhỉ. Đấy các bạn ơi. Ở đây là thuộc khu vực Kiên Giang. Khu đô thị Phú Cường các bạn ạ. Phú Cường, Kiên Giang. Khu đô thị Phú Cường các bạn nhé. Đấy, ở đây đẹp lắm bạn ạ. Sau đây này tối đến là ngồi uống nước ở đây này. Mẹ ơi, mẹ ước mơ của con là sau này phải xây cái nhà như kia. Các bạn nhìn chưa? Đấy, cái nhà kia đẹp thật. Nhưng mà chắc là kiếp sau mới hoàn thành được. Kiếp sau. Đấy. Đây, bên này là vườn. Bên này là ấy này. Vườn cây. Vườn cây. Vườn hoa các bạn ạ. Kiếp wow. Biển rộng bao la nhỉ. Ui chạy dài. Mát ui. Thế. Con ơi, con mà đi mãi không hết biển. Mãi đi mãi không hết biển các bạn nhỉ. À thế. Rồi, thôi bây giờ mẹ con mình sẽ đi về khách sạn các bạn nhé. Đi về khách sạn. Về khách sạn để nghỉ ngơi rồi ăn uống mọi người ạ. Ăn uống. Đấy. Thì sắp tới là mình sẽ có một cái dự án rất là mới các bạn nhé. Đấy, thì các bạn cứ xem hết clip này, các bạn sẽ biết là dự án mới của mình là gì các bạn nhé. Thôi đi mẹ ơi. Đi đây các cháu ơi. Các bạn ơi, đấy, thế là mẹ con mình đã đến khách sạn rồi nhá. Hôm nay mẹ con mình sẽ ở khách sạn Đại Lượng này các bạn ạ. Thế là đã đến Kiên Giang này các cháu ạ. Đấy, đi vào đây mẹ ơi. Khách sạn Đại Lượng. Chào. Cô chào hai cháu. Chào em. Cho anh lấy phòng. Đấy. Hôm nay mình sẽ mẹ con mình sẽ ở khách sạn này các bạn nhá. Khách sạn Đại Lượng. Ở đây là địa chỉ đường trên đường nào nhỉ?
44, 45 đường Tôn Đức Thắng các bạn ạ. Đấy. Đấy. Nay mẹ con mình sẽ ở trên tầng 3 các bạn nhé. Tầng 3. Đi con ơi, đi qua cầu thang máy chứ hay đi bộ? Đi qua cầu thang máy mẹ ạ. Mẹ ơi, đến rồi mẹ ơi. Đến chưa? Đến rồi. Các bạn ơi, đến nơi rồi các bạn nhé. Phòng của mình là phòng này mẹ này. À. Đẹp chưa? 303. Đúng rồi, để con bật điện lên. Điện lên. Wow. Đấy. Vào đây mẹ ơi. Ui các bạn ơi. Đẹp chưa nhà mình? Đẹp chưa? Chưa. Hai giường các bạn nhá. Giường bên này là của mẹ. Giường bên này là của con với lại caramel. Sướng thế. Ui mát quá, mỏi quá. Thấy cháu ạ. Rất là lịch sự. Mẹ có mệt không? Không, mẹ không mệt. Rồi. Thì hôm nay mẹ con mình sẽ nghỉ đây một lúc, sau đó đi ăn tối nhá. Đây các bạn nhìn này. Tivi này, tivi xếp ngày xưa này. Có nước các thứ các bạn nhá. Đấy. Khách sạn này là đại lượng. Đấy, đây là khách sạn đại lượng các bạn nhé. Đây, phòng này các bạn này, nhà vệ sinh các thứ khép kín hết các bạn nhé. Có tivi này. Đấy. Ồ, con ơi, không có cả tủ lạnh này. À, tủ lạnh mẹ nhá. Đấy, có cả tủ lạnh đấy. Nước mấy lại mì các thứ ở đây là mất tiền đấy các bạn ạ. Mất tiền à? Ví dụ như mà nước là bao nhiêu? Nước suối là 10.000. Mì ly là 20.000. Đấy. Khăn tắm. Bảng giá giặt ủi này. Đây là bảng giá. Đấy các bạn nhá. Mẹ ơi đi lên đây mẹ ơi. Bây giờ là hai mẹ con mình sẽ về chỗ chị Nga giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Lợi Phát Tài để tham quan cơ sở và xem quy trình sản xuất trà bông cá cờ với lại trà bông cá mối các bạn nhá. Đấy, mẹ ơi đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Lâu thế con ơi. Sắp đến rồi mẹ ơi. Vẫn chưa đến nơi. Lâu hết. Các bạn ơi, đấy, bữa ăn đầu tiên ở Rạch Giá Kiên Giang các bạn nhá. Thì mình xin giới thiệu mọi người là đây là chị gái Lê Nga của mình các bạn này. Đấy, chị ở Rạch Giá Kiên Giang bạn nhé. Chào tất cả các cháu nhé. Chị là người đồng sáng tạo ra cái món trà bông cá biển thiên nhiên các bạn nhé. Trong đó nó có trà bông cá mối này, với lại cá thu cờ này. Sắp tới là mình sẽ hợp tác với chị để bán cái sản phẩm đấy các bạn nhé. Là chị là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Lợi Phát Tài các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chị xinh gái không? Hôm nay là mẹ con mình vào để thăm cơ sở sản xuất. Đúng rồi. Hôm nay là mình vào trong Kiên Giang này vừa du lịch vừa tham quan cơ sở sản xuất để quay lại quá trình sản xuất trà bông cho mọi người xem nhá. Đấy. Chị Nga giới thiệu về bản thân xem nào, chị sinh năm bao nhiêu? Xin chào các bạn. Mình là Lê Nga đây. Mình sinh năm 1976. Mình là giám đốc điều hành công ty Thuận Lợi Phát Tài. Mình rất hân hạnh được mời gia đình của cô Tân vào đây để mà trực tiếp quay về sản phẩm. Sau này Lê Nga rất là hy vọng là được hợp tác với cô Tân và em Hân đó để phát triển cho sản phẩm trà bông cá thầy biển thiên nhiên của tỉnh nhà Kiên Giang Lê Nga. Các bạn ơi, mong cô cháu ủng hộ nhá. Đúng rồi, sản phẩm ăn cực kỳ ngon cho nên là mình phải lặn lội từ Bắc Giang để vào trong này các bạn ạ, để xem quy trình như thế nào các bạn nhá. Thì mọi người xem hết cái clip này của mình các bạn nhá. Và đến đây Kiên Giang các bạn ạ, thực sự là con người ở đây rất là dễ gần, hòa đồng các bạn nhá, và quý người lắm, quý bạn, quý khách các bạn ạ. Đấy, nhưng mà chị Nga cũng phải đưa mẹ con em đi ăn tất cả các đặc sản ở đây nhá. Rất là vui mừng khi gặp được cô Tân và con cô Tân là em Hưng. Vâng. Hai người rất là vui vẻ và rất là nhiệt tình, rất là cố gắng mà chịu món ăn đến đây này. Khó từ xa vàng dặm đến đây tìm đến công ty của mình. Thì Lê Nga cũng rất là chân thành cảm ơn ai đã ủng hộ cho cô Tân và em Hưng. Lê Nga cũng rất chân thành cảm ơn. Vâng, em cảm ơn chị. Chị ơi, cái món gì đây mà thơm đấy? Cái này là chả thác lát. Cá thác lát thiên nhiên. Chả cá thác lát thiên nhiên đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn đã được ăn chưa? Đúng rồi. Mẹ được ăn chưa? Chưa. Mẹ chưa được ăn à? Cứ về đến Kiên Giang các cháu ạ, toàn món đặc sản cá biển thiên nhiên. Cá biển thiên nhiên rồi các bạn ạ. Gì đấy? Món này là món cá bớp chiên xả. Đây còn món này nữa ạ. Cái này là món ba khía này. Thế còn món này hả chị? Món này là bông bí xào tép. Ui ngon đấy. Đây món này nữa này. Gỏi xài tôm khô. Còn đây là món gì ạ? Món canh khoai ngọt với nấu với tép. Canh khoai ngọt. Đấy. Thế còn lại hai món này nữa cháu. Hai món này thì vừa đấy là món chả cá gì nhỉ? Chả cá thác lát. Chả cá thác lát thiên nhiên các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, toàn là những cái món mà mẹ con mình chưa bao giờ được thưởng thức các bạn ạ. Đấy. Rồi. Thì bây giờ
Bây giờ mình mời các bạn nhá. Con mời mẹ với mời chị nhá. Mời cháu, mời cô. Rồi, thôi cháu ơi, bà thưởng thức món ba khía này. Ba khía này nó giống con cua không này? Bà ăn nhá, trên này có giòn không? Nó giòn tan các cháu ạ. Nó cay cay này, vừa vừa, ngọt ngọt, mặn mặn, ở ngon lắm. Được rồi. Cháu ăn đi. Cháu cảm ơn ạ. Mực chiên nước mắm. Mực chiên nước mắm các bạn như này, ngon chưa? Mực ống chiên nước mắm. Rồi, ngon. Nhiều quá. Toàn là món đặc sản đấy các bạn ạ. Ngon thế mẹ ơi, món này ngon này này. Đấy, đây các bạn ơi, mình ăn miếng này nữa các bạn nhé. Chả cá thác lác các bạn này. Đấy. Thác lác tự nhiên luôn đó. Chấm với nước mắm. Thơm, ngon. Đỉnh luôn các bạn ơi. Cứ ăn đi. Thôi ăn. Cậu ăn đi. Mời cả nhà ăn nha, mời các bạn ăn nha. Cháu ở quê nhà tỉnh Kiên Giang của Lê Nga có rất nhiều những cái sản phẩm, những cái hải sản đặc biệt vùng miền rất là ngon. Mời các bạn có về miền đất vùng biển Kiên Giang để thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của địa phương nha. Lê Nga xin cảm ơn. Thiên nhiên các cháu ạ, toàn là đồ dưới biển đây các cháu ở tô này. Bà mời các cháu. Ngon không mẹ? Giòn, trộn, ngọt lắm con. Ngọt mẹ nhờ. Đây các bạn ơi, thưởng thức cái món mực chiên nước mắm các bạn nhé. Mình ăn rất là nhiều mực lướng này, mực hấp này, nhưng mà chưa ăn mực chiên nước mắm bao giờ. Ngon không em? Cảm giác nó ngọt ngọt, thơm. Ngọt thơm. Vâng, kiểu chua mà ngọt đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Ăn cái này mới hay mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ thưởng thức đi. Chị. Cảm ơn các cháu. Cảm ơn. Chị ăn đi. Chị ăn mạnh lên. Món mực chiên nước mắm này bà chưa bao giờ được ăn nhá. Cảm ơn các cháu ạ. Dai dai giòn giòn cái lớp vỏ các cháu ạ. Các bạn ơi, món này ngon này các bạn này. Chào canh khoai ngọt nấu tép. Canh khoai ngọt nấu tép này. Đấy bạn nhìn chưa? Đấy có tôm tép này. Ngon chưa? Mời các bạn nhá. Mình thử ăn thử món này này. Cho anh mẹ nhé. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon thực sự luôn. Các bạn ơi, mình ra Kiên Giang mình học được cách uống Pepsi với lại Coca theo chị Lê Giang dạy các bạn nhé. Lê Nga dạy các bạn ạ. Chị Lê Nga dạy đó là vắt tí chanh vào. Đấy các bạn nhé. Vắt tí chanh vào các bạn nhé. Uống thì cái Pepsi với lại Coca này nó có một cái vị khác nữa các bạn ạ. Đó là cái vị sắc. Khi mà các bạn ngậm vào con dao ấy, ngậm vào con dao bằng sắt đi, các bạn có cảm nhận được cái vị sắc của như thế các bạn ạ. Thề luôn các bạn cũng thử đi, ngon nha. Các bạn ơi, các bạn ơi, mẹ con mình đã đến khu đô thị Phú Cường ở Kiên Giang rồi mọi người nhá. Đấy các bạn nhìn chưa, đẹp chưa? Đấy Kiên Giang đẹp mọi người nhờ. Trên này là Phú Cường, Center này. Kinh. Đẹp thế. Mẹ ơi. Hả? Đẹp mẹ nhờ. Thành phố Kiên Giang. Mẹ có mệt không? Không, mẹ không mệt. Đấy các bạn, mình sẽ đưa mẹ lên đây để trải nghiệm các bạn nhé. Ôi đẹp thế. Đẹp thế. Đấy các bạn này, bên này rất là đẹp các bạn nhìn chưa? Đây là thuộc khu đô thị Phú Cường các bạn ạ. Mình được biết là gần biển luôn các bạn nhé. Gần biển. Ở đầu bên này là gần biển này các bạn này. Tí nữa mình sẽ đi ra đấy xem các bạn nhé. Đúng rồi, tí ra biển. Mẹ ơi, tối đây chắc đẹp lắm mẹ nhờ. Tối đây đẹp đấy. Đấy. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái tòa chung cư các bạn này, trung tâm này. Kiểu trung tâm thương mại các bạn nhờ. Đẹp chưa? Wow. Đẹp quá này. Đẹp quá, hai đẹp thế. Ê, ngồi ở trong máy lạnh là ở ngoài ánh máy lạnh đi. Vô máy lạnh đi. Vâng, lại nhá. Vô đó nhiều người coi đó. Vâng. Đi 4 người. 4 người. À 5 người. Ở đâu ta? Cô ngồi ở đâu ngồi bàn giữa đi. Ngồi cái bàn góc. Góc à? Đâu à? Rồi. Cho quay cho. Không rồi. Nhìn được xem là ai. À.
Hôm nay chị Lê Nga nổi bật nhất, màu vàng. Xin chào, xin chào. Hôm nay ăn đồ Thái các bạn ạ. Mẹ con mình cũng ăn đồ Thái rồi. Ở Thiên Ca này không biết có ngon không các bạn ạ? Với bánh tôm chiên, bánh tôm chiên. Các bạn ơi, đồ ăn đã ra rồi các bạn nhé. Chị ơi, chị giới thiệu món này là món gì nhỉ? Cái món này tôm là tái chanh nhỉ? Đầm tái chanh của Thái Lan. Đầm tái chanh. Còn này là canh chua của bằng nấm nhâm. Nấm nhâm là tiếng Thái. Canh chua. Vẫn là tôm tái chanh. Món này cái món là cái bằng dê lén sa bền là tôm chả chiên. Tôm chả chiên. Đây. Hay này là cá chê xoài. Gỏi cá chê xoài. Còn thiếu quá này đấy. Đấy, chả sữa Thái chanh các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Ngon chưa? Rồi. Các con mời mẹ với lại em mời chị nhá. Cảm ơn tất cả các cháu ăn cùng với bà nhá. Mời cô, mời cô. Mời em Hưng dùng bữa tối nha. Vâng. Xin chúc mọi người bữa tối vui vẻ. Các bạn ơi, mời các bạn mời cô. Mời em Trường. Rồi mẹ ơi. Mời cháu với cháu dạ. Đi nhá. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ ăn món tái chanh trước. Đấy các bạn nhỉ. Tái chanh này cứ thế ăn hay sao các bạn? Chắc cay. Cái này cứ thế ăn chị nhỉ? Ăn thử đi cưng. Mời các bạn nhé. Chấm đi nhá. Mẹ ơi, mẹ làm thử con này đi. Đúng rồi. Giống như có mùi tạt vậy đó. Cháu ơi. Cay không? Cay không? Nó không cay, nó ngọt lắm các bạn. Ui. Mềm nè. Ăn thử đi mẹ. Ngói. Mời các cháu ăn tôm tái chanh này. Chấm nước mắm này. Con nghĩ là ăn không là ngon hơn mẹ. Ngon này nhỉ? Giòn ngọt lắm các cháu ạ. Đúng rồi. Ngon như. Ngon, ngon. Đấy. Còn đây là gỏi cá chê các bạn nhá. Đây. Gỏi cá chê với xoài nhá. Cái món này Thái thì mình thấy nghĩ là rất là nhiều người ăn các bạn ạ. Đấy. Mời các bạn nhé. Không, cô không. Món này ăn kiểu nó chua chua ngọt ngọt đó bảo. Ngon. Ngon. Mẹ ăn mạnh đi mẹ. Đây mẹ ơi, mẹ ăn này nhá. Con chấm nước này cho mẹ. Giống cá viên chiên mẹ nhỉ. Nhưng mà không phải đâu mẹ. Có cháu ở đây là món chả tôm chiên. Sao? Món này rồi, rồi, cảm ơn chị. Ngon rồi các bạn. Chả hải chanh các bạn nhé. Ngon lắm. Chả tôm. Cảm ơn chị Nga nhá. Đấy, đến Kiên Giang sướng quá các bạn ơi. Chị đưa đi ăn khắp mọi nơi các bạn ạ. Toàn đồ ngon các bạn nhé. Món đậu lạ. Cái này thì em kéo kìa ở đây một tháng rồi chị ạ. Ở 3 tháng cũng được nữa chứ. 3 tháng cũng chưa. Cháu ơi, lúc ở nhà bà đi là 34 cân, như giờ 36 cân được. Đi 3 ngày. Rồi, thì các bạn ơi, chắc là ngày mai là mình sẽ đến cơ sở của chị các bạn nhé. Để quay cái chả bông cá muối với lại chả bông cá phụ cờ các bạn nhé. Đấy, trải nghiệm cho mọi người biết nhé. Thì sắp tới là cái dự án đấy là mình sẽ bán sản phẩm hai cái chả bông đấy cho chị nhá. Chị là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Lợi Phát Tài. Thuận Lợi Phát Tài các bạn nhá. Đấy, mình sẽ bán sản phẩm cho các bạn ạ. Rồi thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhá, và cũng như là ủng hộ cho chị Lê Nga các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ dùng bữa tiếp các bạn nhá.